nhà ơi, cả nhà ơi, và bây giờ buổi sáng mưa rất là to và cả gia đình nhà em bây giờ đang đội mưa để đi tìm quán ăn. Không biết là quán nào ngon đây. Ở đây có quán cơm nè. Bố ơi, vào quán này ăn đi. Mưa rồi chồng ơi. Anh ơi, đây có cơm không anh? Có cơm bố ạ. Bố vào trong ngồi đi bố ơi. Ôi. Có cơm anh nhỉ? Bố kiếm bàn ngồi đi. Cơm ở đây chắc là cũng bán đĩa hay sao ấy. Anh ở đây bán là theo đĩa hả anh? Dạ. Bán suất à? Bố em là thấy mấy bình này là thích lắm rồi. Và sâm họ cắt hoa cũng rất là đẹp. Đây là rượu sâm rất là nhiều cả nhà. Đẹp chưa? Đây là những nhà hàng họ trưng bày rất là nhiều những loại rượu sâm Hàn Quốc đây. Đây củ sâm này thì chắc là phải nửa ký một củ đây. Thì ngâm một bình như thế này cũng đẹp này. Và bố mẹ em bây giờ đang gọi sang món cơm thập cẩm. Cơm thập cẩm ở đây một đĩa là 45.000 Việt Nam đồng. Chồng con không thích ăn lòng lợn đấy bố. Nếu mà con lòng lợn thì không thích ăn thì đổi sang món khác. Thế ông bảo có cái lòng gì? Lòng hay giò gì đấy? À. Bố nhìn gì chăm chú đấy bố? Đang đợi cơm bố, đói lắm rồi hả? Pha nước chấm à? Đây là món canh canh khổ quá. Đây là vừa giờ ấy kìa. Vừa gọi kìa. Đây là bát canh khổ qua, một khúc khổ qua là 15.000 Việt Nam đồng. Con mời bố thưởng thức xem ăn canh nóng nè. Xem có đúng vị ở ngoài chỗ mình không? Mẹ ăn thử đi mẹ. Hôm qua bố mẹ có ngủ ngon không? Hôm qua ngủ, về cái ngủ mất. Ngủ mất à? Đây còn một bát canh nữa. À, một bát là 15.000. Ở mà chai thứ gì có있어요? 아버지 뭐 있겠어요? 오빠 뭐 먹어요? 오빠 뭐 먹을 수 있어요? 걱정해요. 사이 뭘 먹을까 봐요. 아, 사이 못 먹을까 봐 걱정해요? 네. 저도 이거 먹어봐요. 뭐? 안 cơm đi 뭐? 뭐 안 cơm đi. 건 왜 뭐 안 cơm? 웅비야? 웅비야. 왜 웅비야? 저도이. 뭐 때는 마술이 돼요. 해머이. 저도이 비야. 시켰어요. 시켰어요. 아, 시켰어요? 네. 아버지 좋아한 거 시켰습니다. 뭐 em đã đầy đủ. Mẹ ăn cơm trước đi. Bố còn nhắm thì bố ăn sau. Mẹ đã hết bát canh thì no rồi đó. Có bát canh nóng rồi ăn ngay xong rồi tí nữa no không ăn được cơm thì sao? Đói rồi. Mẹ ăn hết bát cơm này nhá. Sáng đây là đói bát cơm thập cẩm. Sáng là đói lắm rồi bố. Đợi mãi mới thấy hai đứa sang đưa đi ăn đúng không? Đấy, hai ông bà thì cứ dậy sớm còn đâu mà. Già rồi ngủ được ít cho nên là dậy sớm. 3 giờ á? Dậy sớm quá. 아버지 먼저 드세요. Bố ăn cơm trước đi, chồng con phải mời bố ăn trước chứ ai lại nhường con rể bao giờ bố? Bố làm chén rượu ạ? Ăn được không bố? Ăn từ từ, đang thưởng thức hả bố? Ăn cơm đấy có ngon không mẹ? Được hợp không? Ngon. Ngon, đang đói. Mẹ em ăn không thấy nói gì. Ăn hết gần hết bát canh rồi, dù ăn cơm bắt đầu ăn gần hết bát cơm rồi kìa. Mẹ ăn từ từ thôi mẹ ơi. Nhai kỹ kỹ vào cho đỡ đau dạ dày. Đấy, sườn nướng ấy bố ạ, nhìn cũng ngon. Sườn... Vâng, sườn nướng. Bố ăn trước sườn nướng đi. Cho nó nóng. Lúc nó nóng ăn cho nó ngon mẹ. Đây là món... rượu. Xui, rượu, thuốc. Và đây là đĩa rau. Đĩa rau giá chè. Rau của bố em đây. Bố rất là thích ăn rau. Và đây là bữa cơm ngày hôm nay đã ra đủ rồi đây. Mỗi người một suất cơm à, cộng thêm bát canh khổ qua này. Và một đĩa rau xanh. Và bố em thì thêm một cốc rượu để cho nó ấm bụng vào buổi sáng. Và ngày hôm nay thì ăn uống rất là đơn giản vào buổi sáng như thế này. Ăn xong thì sẽ đi chơi. À, ngày hôm nay thì bố mẹ muốn đi chơi ở đâu hả bố? Qua bãi luôn. Hôm nay là định đi Hội An. Thì con có hẹn xe rồi, tí nữa đi Hội An chơi bố nhé. Bố mẹ ăn no rồi chúng ta sẽ đi cho Hội An chơi. Và bố mẹ nhớ là phải ăn thật là nhiều rồi nha. Dạ, cái 돼지갈비처럼 포크 돼지고기를 그릴에 이제 구운 거 돼지갈비 같은 거. 그리고
계란 후라이 있고 계란찜 치에 이 토마토. 오빠 밥 잘 먹어요? 맛있어. Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Sườn sườn nướng ăn cũng ngon. Bố ăn ngon không bố? Thịt lợn, thịt lợn. Hả? Thịt lợn. Thịt lợn. Thịt lợn. À, có thịt lợn thôi. Thịt lợn này. Hả? Chồng ơi hôm nay nóng. Lợn. Chồng ơi hôm nay nóng. Nóng. Nam. Nóng. 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 Hôm nay nóng. Hôm nay nóng. 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 Phát thì nóng thôi, còn nóng thôi. Nói à. Nắm. Nắm. Đang yêu cái luôn ạ. Nắm. Mà trời nóng đấy, giống người giống giống rồi đấy, nhìn có vẻ ok đấy. Đấy, mỗi lúc mà bố mẹ thấy thiếu thiếu cái không khí vui vui là cứ bảo chồng con nói chứ nóng quá nha. Với. Hả? Với. Đi vậy không? À nhưng mà mưa. Mưa. Mưa đấy. Mưa đây. Ừ. Ăn bưởi. Ăn muối. Ăn bưởi. Ăn bưởi. Ăn bưởi mà chứ. Ăn bưởi mà nghe sợ. Anh hỏi cái đấy nghĩa gì mẹ? Ăn bưởi. Ăn nhá. Không. Ăn bưởi. Ăn bưởi. Ừ, mà chờ mà. À, đấy nó đúng hơn đấy. Đấy. Trời chạy nước mắt đâu có nhỉ? Quá rồi cái chuyện giọng hỏi cái đinh cơ. Đúng rồi, mình nói đúng. Đây có cái dấu nhiều khi nói nó cứ hay bị ngọng mà. Người nước ngoài nói khó một tí, nói nhiều nó quen. Bố mẹ em đang ăn rất là ngon miệng mà mẹ đã ăn xong rồi. Ăn hết đĩa cơm rồi, ăn hết bát canh luôn. Hôm nay có vẻ mẹ rất là đói bụng. Mẹ ăn đi. Không không không, mẹ ăn đi, con ăn. Tí con không ăn. Con ăn của bố. Mẹ ăn hết đi. Ngon miệng mẹ cứ ăn đi. Ở đây đĩa rau nhìn cũng rất là tươi và ngon mọi người ạ. Bố ăn nhiều bố nha. Rượu uống đúng không bố? Từ từ thế nào bố? Quả quả gì, quả táo à hay là quả gì? Quả gì như cậu chua ấy. Quả gì? Như cậu chua ở trên núi Cầm Vé. Trên núi Cầm Vé á? À, quả đấy là quả lê. Chồng ơi ăn hết đi nha. Ngon quá, ăn hết đi nha. Ăn nhiều vào nha. Hết đi nhá. Hết đi nha. Thả một quả đều. Hết đi nha. Hết đi nha. Chồng em mà không biết câu nào bắt đầu lại hỏi học rồi xem nghĩa gì để sau nói đấy. Chồng ơi ăn xong chưa? Hả? Ăn xong chưa? Ăn hạnh phúc gì? Hả? Vợ lau miệng hạnh phúc gì? Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Tôi hạnh phúc. Hạnh phúc. À. 발음이 한국은 행복이야. 행복. 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 한자는 똑같은데 이게 이제 조금 이제 발음 건 너무 냐고 tiếng Hàn với tiếng Việt. 한자는 이게 다 중국에서 온 말이기 때문에 한국도 행복, 베트남도 행복 그 글자랑 같아요. 맞아요. 아까냐 em đã ăn rất là no rồi và cảm ơn bà chủ nha. Hello, cảm ơn. Bây giờ đi chơi thôi, trời thì mưa quá. Không biết hôm nay đi chơi nó sẽ thế nào đây. Ngày hôm qua đi Bà Nà Hill thì mưa tầm tã xong rồi không xem được gì, hôm nay thì đi Hội An. Và đây nướng sườn rất là ngon, những cái miếng sườn rất là to. Bây giờ vào trong siêu thị mua ít nước các bạn ạ, mua nước uống và mua một số vật dụng cần thiết. Và đây bây giờ vào trong siêu thị mua một ít nước và một ít bánh mang đi, ví dụ như là trên đường du lịch mà bố mẹ em có đói thì bố mẹ em còn ăn các bạn ạ. Chồng em với bố em thì suốt ngày xô chu với rượu thôi. À, trời mưa các bạn ơi, phải chạy. Mưa to. Nó cứ tạnh xong rồi lại mưa. Chồng ơi nhanh lên. Cái tượng này mà sao sáng là nhiều người cúng hả cháu? Dạ, tượng mai nó linh lắm á chú. À nè. Dạ thiêng. Thiêng á? Dạ. Là đi bộ. Thế sáng mai mình cũng ra mình cúng bố ạ. Đi bộ ra là thấy nhiều người ra thắp hương. Thấy nhiều người ra thắp hương. Dạ, mai mình cũng ra thắp hương xin lộc đi.
Bố ở đây là biển Đà Nẵng này, bãi biển này, bố đi tắm không? Được, nhưng mà mùa này tắm lạnh à bé? Đông khách nhỉ, thế bỗng đầy người đi bộ kìa. Chỗ này là sâu ở đằng kia kìa, bãi biển này, chỗ dừa kìa. Bãi biển đằng kia hả bố? Chắc vậy. Lúc nào rảnh bố ra đây đi bộ nhá. Ngắn. Con đưa bố ra đây đi bộ ngắm biển nhá. Mẹ có thấy thích xuống biển tắm chứ mẹ? Thế tắm lạnh rồi. Mùa hè chứ nhỉ? Giờ lạnh quá. Ở đây du lịch Đà Nẵng vào mùa mưa. Mưa cả tuần và không có một tí nắng nào luôn. Ở đây thì thời tiết thỉnh thoảng nó thế hả anh? Mùa này đâu vậy? Mùa này thế ạ? À? Thế thạm năm nào cũng vậy hay là chỉ thỉnh thoảng mới có năm như thế này thôi anh? Năm thường là mùa này là nó mưa như vậy. Mùa mưa là nó mưa và nó ít nắng. Còn mùa hè là nó nắng to và nó không mưa. Ừ. Bảo sao người ta đi du lịch Đà Nẵng là toàn đi vào mùa hè thôi. Nhưng mà mùa hè nhà em thì bận lại không đi chơi được, tiếc quá.